Thì nói nãy rồi đó, từ đó tới giờ không có gớm nó bột tay nào hết trơn á. Không gớm, lại chú nói gì rồi tôi mới nói, không gớm mà sao bây qua tao xin cho tao chụp hình cho nó. Nó nhấp dầu mà nó xỉu cái dãy, nó dãy quá trời rồi, tao kêu tôi đóng nó bột tay nào hết trơn luôn. Kêu tôi đóng tiền. Nó đầu mùa tới cuối rồi. Rồi tôi không có tiền đánh, tôi trả chú rồi, tôi kêu chú tiền, tôi điện chú thiện, mà tôi điện tôi cũng mất cả lắm. Tôi lớn cái tuổi rồi, mà mẹ tôi làm mà con cháu điện số đông hoài sao. Nói dãy hôm qua chứ lắm, ta kêu tống tiền, ta chú thiện vô mà tôi còn kêu tống tiền đó. Thì tôi chạy. Thôi, nói chung là cái chuyện bác sĩ là đó, kêu tống tiền á, nhưng mà cái chuyện mà bé đon bệnh á là không có liên quan cái đánh thua. Vì cái đó là do thiếu canxi, là mới xỉu thôi. Chứ không phải mà cô nói anh Hùng là đánh là cái đó nó không có đúng. Đó. Cũng như mình nói là cái đó là xỉu thôi, chứ mình đừng nói đánh mà vô trong đó mà nó... không có, mình nói vậy là mắt tâm nó khó lòng á. Thì như câu chuyện nãy giờ là anh Hùng thì anh có chia sẻ là anh hồi đó giờ không có đánh chị Loan. Dạ thì sẵn ở đây là có chị Loan ở đây luôn. Thì đó, chị nói Loan đi. Cũng phải nói ra đó, chị Loan để khán giả người ta hiểu là có đánh hay không, hoặc là đánh thì đánh cái hôm nào như thế nào đó, thì chị cũng phải chia sẻ. Rồi có anh Hùng đây thì ảnh cũng sẽ nói lại luôn nha. Rồi chị Loan có gì chị Loan cứ nói đi chị Loan. Nói đi. Sao không nói này? Rồi như ảnh nói là không có đánh á, thì chị Loan thấy làm sao? Đánh á, thì người ta sẽ biết là có đánh. Còn ví dụ ảnh không có đánh mà mình nói vậy thì người ta nói ảnh cũng tội nghiệp cho ảnh. Nghe không mày? Không chị đâu. Không nha. Không có đánh hả chị? Có một lúc nữa, lúc đang ngủ. Có thì bữa nay có chị Đoan ở đây. Ngồi trực tiếp với anh Hùng để mà chắc cho quý khán giả một phần nào hiểu hơn câu chuyện nha. Nhưng mà sao mà ví dụ anh Hùng không có đánh mà chị Loan nói là anh đánh hả? Chứ là mình lỡ lời hay sao? Sao đó hả? Sao nói đi? Nói lỡ lời. Quay vô nè. Chị Loan quay vô nhìn mấy anh em cứ nói đại đi, tại giờ có cái chuyện gì mình cứ có gì chia mình cứ sẻ nói cho bà con hiểu. Là giống như bữa đó chị giận ảnh quá rồi chị lỡ lời chị nói vậy hay sao? Anh sao nói cho anh nghe kìa, mấy anh nghe kìa. Là bữa nay chị Loan chỉ mới ừ á, như là anh không có đánh. Dạ, con chào cô ha. Thì ở đây bữa nay có cô rồi có anh Hùng cũng có chị Loan á. Thì cô có cái lời gì muốn trao đổi với anh Hùng cũng như là chị Loan có lời gì muốn trao đổi với anh Hùng, hoặc là anh Hùng có những gì mà muốn nói với cô với chị ở đây á, thì hôm nay mình cứ gặp thì mình cứ trao đổi ha. Dạ. Ba rồi cô với anh Hùng cứ trao đổi thoải mái nhau ha. Cô có lời nào muốn nói với anh Hùng không cô? Thì cô sẵn ở đây nè, cô chia sẻ cho con cái gì được biết rồi. Bây giờ tôi nói với chú Hùng, con đo bây giờ nó không ăn cứu được. Nó bệnh hoạn bây giờ tao xỉu lên tao xuống nói chú có nói gì đó. Rồi chú bây giờ tôi lo tiền người ta cho tôi cũng không có tiền. Rồi chú tôi nói với chú cho chú nghe gì đó, tao không có làm mặt mắt gì. Nói ra bây giờ nó vô viện, hôm qua tôi chở ra là xe ăn tôi tới 200,000 đó. Thì xe ông ba đó. Mà tiền người ta cho tôi hôm qua tôi cũng mua đồ đoạt của nó đó, tôi không có ăn uống gì đâu. Tôi ăn thì tôi xin cơm thực hiện tôi ăn không à. Tôi làm mẹ nó đi, tôi không có hay, tôi không có biết chú nữa. Thì như cô nói anh Hùng thì cũng có cái chuyện liên quan tới anh đánh vợ đó. Thì như anh Hùng ở đây anh Hùng cũng giải thích cho cô đi. Ví dụ có gì mình cứ nói để hai bên hiểu nhau. Ví dụ có hay không gì đó. Thì như cô nói vậy anh Hùng có ý kiến gì không? Thì nói nãy rồi đó, từ đó tới giờ không có gớm nó bột tay nào hết trơn á. Không gớm, lại chú nói gì rồi tôi mới nói, không gớm mà sao bây qua tao xin cho tao chụp hình cho nó. Nó nhấp dầu mà nó xỉu cái dãy, nó dãy quá trời rồi, tao kêu tôi đóng nó bột tay nào hết trơn luôn. Kêu tôi đóng tiền. Có đầu mùa tới cuối rồi. Rồi tôi không có tiền đánh, tôi trả chú rồi, tôi kêu chú tiền, tôi điện chú thiện, mà tôi điện tôi cũng mất cả lắm. Tôi lớn cái tuổi rồi, mà mẹ tôi làm mà con cháu điện số đông hoài sao. Nói dãy hôm qua chứ lắm, ta kêu tống tiền, ta chú thiện vô mà tôi còn kêu tống tiền đó. Thì tôi chạy. Thôi,
Nói chung là cái chuyện bác sĩ là đó, kêu đóng tiền á, nhưng mà cái chuyện mà bé Đoan bệnh á là không có liên quan cái đánh thua. Vì cái đó là do thiếu canxi là mới xỉu thôi, chứ không phải mà cô nói anh Hùng là đánh là cái đó nó không có đúng. Đó. Như mình nói là cái đó là xỉu thôi, chứ mình đừng nói đánh mà vô trong đó mà nó không có, mình nói vậy là mất tâm, nó khó lòng á. Thì như câu chuyện nãy giờ là anh Hùng thì anh có chia sẻ là anh hồi đó giờ không có đánh chị Loan. Dạ thì sẵn ở đây là có chị Loan ở đây luôn. Thì đó, chị nói Loan đi. Cũng phải nói ra đó, chị Loan để khán giả người ta hiểu là có đánh hay không, hoặc là đánh thì đánh cái hôm nào như thế nào đó, thì chị cũng phải chia sẻ. Rồi có anh Hùng đây thì ảnh cũng sẽ nói lại luôn nha. Rồi chị Loan có gì chị Loan cứ nói đi, chị Loan nói đi, sao không nói này. Rồi như ảnh nói là không có đánh á, thì chị Loan thấy sao? À, chị Loan cứ nói đi, chị Loan cứ nói mạnh dạn lên. Thì có anh em ở đây, có anh Hùng ở đây nè, mình có quýnh là mình nói quýnh à, mình có không có mình đừng có nói. Thì như anh Hùng nói là ảnh là nói là không có quánh chị đó, rồi còn chị thì chị phải nói lên sự thật đi là như thế nào, dù có đánh hay không. Nếu mà anh Hùng không có đánh mà chị nói anh Hùng có đánh là chị ăn cơm mà còn đút trừ muỗng nữa. Dạ. Chị Loan, mình có gì cứ nói đi chị, phải nói thì khán giả người ta mới hiểu được, thì với mẹ của chị đây cũng hiểu. Ừ. Đi con. Để mất công, ví dụ mà ảnh có đánh á thì người ta sẽ biết là có đánh, còn ví dụ ảnh không có đánh mà mình nói vậy thì người ta nói ảnh cũng tội nghiệp cho ảnh. Nghe không mày? Không chị đâu. Không nha. Không có đánh hả chị? Không có, mà còn đút nữa, đút chân bụng. Đó, thì bữa nay có chị Đoan ở đây ngồi trực tiếp với anh Hùng để mà chắc cho quý khán giả một phần nào hiểu hơn câu chuyện nha. Nhưng mà sao mà ví dụ anh Hùng không có đánh mà chị Loan nói là anh đánh hả? Tức là mình lỡ lời hay sao? Sao đó? Hả? Sao nói đi? Lời quay vô nè, chị Loan quay vô nhìn mấy anh em cứ nói đại đi, tại giờ có cái chuyện gì mình cứ gì chia sẻ nói đi cho bà con hiểu. Là giống như bữa đó chị giận ảnh quá rồi chị lỡ lời chị nói vậy hay sao? Anh sao nói cho anh nghe kìa, mấy anh nghe kìa. Là bữa nay chị Loan chỉ mới như là ảnh không có đánh. Vậy là chắc bữa đó là anh Hùng lại rồi chị cũng giận ha, nhậu nhậu vô rồi chị giận rồi chị nói vậy thôi. Chứ anh Hùng thì ảnh chia sẻ với anh em là không có đánh, rất là thương chị Loan. Rồi như cái chuyện rửa chén á anh Hùng, thì chị Loan nói là chị Loan đi rửa chén này kia đó, thì anh cũng xác nhận lại luôn đi là ví dụ rửa chén xong mà anh lấy tiền á là có cái việc đó không? Thì bữa đó rửa một bữa một có 50.000 đó, về đưa tôi cắt nha. À, là đưa anh ha. À, đưa cắt hồi đầu lại đưa hết trơn luôn. Tại hôm bữa thì chị Loan có chia sẻ với mấy anh em là chị đi rửa chén á, thì anh Hùng lấy tiền hết trơn. Không, cái gì nó đưa. Cái gì nó đưa rồi, hồi rồi lại đưa cho nó hết. À, thì không xài đồng bạc nữa. Rồi anh Hùng thì có cái gì muốn nói với cô đây không anh? Tại vì hiếm lắm thì mới có cơ hội để gặp cô á. Thì ví dụ anh muốn quen chị Loan hay là muốn cưới gì đó thì anh cũng phải hỏi mẹ của chị Loan trước, là cô đây á. Thì anh cũng phải có lời nói với cô ha. Như ý định anh hôm nay lên là để mình làm gì đó, thì anh cứ trao đổi với cô đi. Thì cũng như là nếu mà chấp nhận á thì chúng mua cặp vách để đi qua cho biết bà già vợ rồi này kia, mình cỡ mặt cho nó dễ hơn. Dạ. Để mình đoàn tụ với nhau. Dạ, như vậy là trong những ngày qua á cô, là mình hiểu lầm anh Hùng. Dạ. Có nghĩa là tại vì chị Đoan á là chị giận quá, thấy anh Hùng nhậu nhẹt nhiều quá đó. Rồi chị mới nói là anh Hùng đánh chị. Nhưng mà thật sự thì anh Hùng rất là thương chị, chưa từng đánh chị. Yeah. Như nãy giờ là cô cũng có thấy là chị Loan trả lời là không có đánh á. Thì bây giờ cô theo cô thì cô thấy làm sao cô? Ví dụ anh Hùng ảnh bây giờ tôi không có chịu gã. Ăn cơm mà còn đút nữa luôn á. Tôi ra tôi lại tôi lên tôi. Năn nỉ luôn á. Cái này có không chị Đoan? Có không chị? Năn nỉ luôn á. Có không chị? Chị
có không? Thôi ráng ăn đi, đặng cho có sức với người ta. Chàng ơi, ổng cưng vậy rồi còn đòi gì nữa. Còn gì nữa. Nhưng mà làm bữa giờ anh em hiểu lầm ổng. Tưởng ổng nhìn lên, nhìn chị Loan ơi. Nhìn anh kìa. Nhìn thẳng đây nè. Thôi thì bữa nay thôi ai cũng có giận hờn. Ai cũng có nhiều khi mà xích mích giận hờn. Thôi bữa nay chị nói với ảnh lời gì đi. Đi bây giờ chị Loan có muốn nói gì với anh Hùng không? Không. Bây giờ mình phải có cái gì mình cứ nói cho nó thẳng đi chứ. Nói đi, sao mà không nói, tao nói cái gì. Cái gì thì chị cũng phải nói. Như mình giận cái gì. Bây giờ mình muốn là ở với anh Hùng hay là... Bây giờ mình một ngày giờ á, mình cũng nói bà già vợ mình. Chia tay. Có gì? Muốn chia tay phải nhận quà ảnh kìa. Nói chị đàng hoàng cho Hùng nghe. Nhưng mà giống như muốn chia tay nhưng mà ảnh thương chị mà sao chị muốn chia tay cũng phải có cái lý do á. Để thuyết phục ảnh để hôm nay ảnh lên gặp á. Thì cũng phải có cái lý do cho ảnh để ảnh còn an tâm ảnh về. Giống như cái lý do chính mà chị muốn chia tay là lý do gì chị nói ơi. Chẳng hạn như ảnh làm cái điều gì mà không vừa ý chị. Nghe chị. Nếu như cái lý do mình muốn chia tay là gì? Nói chung thì Loan cũng hơi sợ mình hỏi nhiều quá thì cũng lo không có đạt được đâu. Thì bây giờ cho anh hỏi nè, bây giờ tới giờ mình muốn chia tay thì mình nói quay qua nói với anh Hùng. Nói chung bây giờ em không còn thương anh nữa. Đó. Thì cứ nói. Anh chờ anh nói nha. Quay qua đây Loan. Chứ bây giờ gặp hai người gặp nhau một từ chỗ này rồi sao? Rồi hồi nó chia tay rồi họ nói không rồi ai biết gì? Cười sao khó xử quá. Khó giờ hỏi thiệt chị là bữa nay là anh Hùng ảnh nãy ảnh tâm sự mấy anh em á là bữa nay ảnh lên thì ảnh cũng muốn trao đổi với chị để mà rủ chị về giữ lại đó. Rồi chị chịu hay không hay sao nói với ảnh. Còn ví dụ không chịu cũng phải có lý do để thuyết phục được ảnh. Sao em nói lên cho anh Thiện nghe mày. Không muốn quay lại đâu. Không muốn quay lại ha. Nói em không muốn quay lại nói chuyện đàng hoàng. Rồi anh Hùng bây giờ ví dụ anh cũng phải nói chuyện với chị Loan đi. Tại vì, anh phải thuyết phục thì sao đó chị Loan vậy coi. Chứ còn tụi em thì cũng không phải người trong cuộc á. Tụi em chỉ anh này muốn gặp thì em chở giúp thôi chứ em cũng không phải người trong cuộc. Ví dụ mà vợ chồng có chuyện gì anh nói với chị coi có giải quyết được không. Thì bây giờ nó muốn quyết định như vậy rồi nó không quay trở lại thì thôi chứ sao giờ mình chấm dứt thôi. Đó bây giờ còn lũ cu con chuyện ở nhà. Bây giờ nó quyết định như vậy rồi. Nhân dịp bữa nay có chị Đông ở đây anh Hùng. Anh Hùng cho em hỏi rõ cái vấn đề này ha. Có nghĩa là ngày hôm trước cái đêm mà chị Đông xỉu á. Vì sao anh Hùng lại vắng mặt, anh Hùng có thể giải thích cho chị Đông biết ạ? Liệm máu. Dạ. Tang liệm đúng á, rồi lại là cha ruột anh Hùng nhé. Ừ. Dạ. Rồi mới chạy xuống, rồi xong rồi mới chạy xuống rồi nghe trở qua trạm xá chạy qua bển nữa. Nói chung là bữa đó thì mình cũng không trách anh Hùng được tại vì nhà rất đám tiệc rất là lu bu. Cho nên là cái việc mà cha mất cũng là việc quan trọng á. Thì cũng không trách ảnh được. Rồi thấy ảnh cũng có qua trạm y tế ảnh kiếm chỉ chứ không phải là không có qua. Trong bữa đó anh em mình đi xe cũng thấy. Quan trọng là hôm nay là cái việc chính đó là giải quyết chuyện chị Loan với anh Hùng với bà cô ở đây. Thì cô là người lớn thì cô ngồi đây nãy giờ cô cũng phải đánh giá công tâm hả cô. Dạ thì cái việc đánh với lại này kia là không có rồi đó. Thì cô cũng phải suy nghĩ lại coi như thế nào. Chị Loan thì không muốn mình cũng không ép buộc được nhưng mà cũng phải cho anh Hùng cái lý do để thuyết phục ảnh á. Ví dụ chia tay thì mai mốt không gặp nhưng mà cũng phải có lý do để anh biết. Mình sợ bên tiếng anh này tiếng này biết làm gì chị không vừa ý hay gì đó không vừa ý với anh tiếng anh mình nghe hay là ở chung với anh Hùng thì nói chung là cuộc sống nó không tốt hay là nó khó khăn gì đó thì chú chia sẻ đi chia sẻ mình nói lên chứ có gì sợ. Hoặc là nếu mà chị cần anh Hùng sửa đổi ở cái điểm nào á thì chị cứ nói đi rồi anh Hùng coi có chấp nhận được hay không. Nếu mà được thì anh Hùng sửa cái điểm đó cho chị vừa. Cái nào mình chập lên nói lên. Dạ đúng rồi. Mình đừng cứ có là nín thinh. Có người nín thinh là không ai sửa được, không ai biết được. Hay là chị buồn cái là anh Hùng nhậu nhiều quá. Ví dụ chị Hà buồn chuyện đó thì chị hỏi anh Hùng coi là ví dụ tôi về với anh. Bây giờ ông bỏ rượu hay là hoặc là cái gì mình cứ nói. Ví dụ mà như vậy đi anh Hùng có bỏ rượu được không? Không nói ai biết ai xử.
Bây giờ như anh bỏ rượu được không? Ví dụ chỉ về với anh này, chỉ muốn anh bỏ rượu á. Được tốt cố quá trơn à. Cái rượu nè, không có ai mà ép mình được. Vậy là cũng thương chị Lon dữ lắm á ha. Người ta cũng từng ăn chay ăn lạc chứ đâu phải ở đâu. Nhưng mà trong những ngày qua thì cũng rất là tội nghiệp cho anh Hùng, vì phải chịu nhiều cái dư luận đó. Người ta cứ hiểu lầm anh Hùng là giống như là tác động vật lý vào chị Đoan, cho nên có nhiều cái lời bình luận làm cho anh Hùng buồn. Ăn cơm mà còn đút năn nỉ nó dán ăn này rằng có sức ốm nhôm nhách nè. Thôi thì ngày hôm nay mấy anh em còn gì nữa, xin lỗi anh Hùng nha, vì giống như là có những cái đoạn video mà nó chưa có rõ ràng á. Dạ. Qua mở mấy lần là biết rồi. Nghĩa là bây giờ là Đoan là như là chấm dứt với anh Hùng luôn ha, là mình không có muốn qua lại với anh Hùng ha. Rồi từ đây thì mạnh ai đi, đường ai đi bước. Rồi cô có ý kiến gì không cô? Tôi có ý kiến. Nó về đây là về. Đây là bây giờ nó không chịu rồi sao tôi đâu cũng chấm ép nó thì nó tự giận nữa. Nó không chịu thì thôi tôi cũng thôi nó không chịu thì thôi đi con coi, cũng bữa nay con cũng kêu con má luôn chứ không còn gì nữa. Coi cái gì vậy? Vậy ý kiến mình nó không chịu thì thôi mình không ép, giận mất công lắm. Rồi vậy là coi như cuộc nói chuyện hôm nay cũng đẹp ha. Thì anh Hùng là cũng sắp tới cũng sẽ không có kiếm vợ hay là gì nữa ha. Nhưng mình có quyết định rồi là mình không có kiếm nữa. Rồi vậy cũng em đẹp rồi. Rồi đâu sửa đổi năm mọi người. Chị ha. Ừ, cái chân mình này. Nhưng mà một lần nữa cho mấy anh em chân thành gửi cái lời xin lỗi đến anh Hùng nha. Vì tại vì quay thì quay chị Đoan thì nhiều. Thì tự bữa nay hiểu rồi đó. Dạ, bữa nay thì cũng đã tìm hiểu được cái sự thật, có chị Đoan ở đây làm chứng. Dạ. Tại vì bữa đó em gặp thì em thấy anh Hùng ngồi ghế cô. Lớn tiếng với chị Lon rồi nói mày không đi tao đánh mày gì đó. Rồi em cũng tưởng là chị Lon nói vậy thì có đánh. Nhưng mà thật ra đó, lúc đó là cũng đám tiệc nhà lô bô rồi, anh hơi nóng tính ha. Chứ hơi có rượu rồi ha. Nhưng mà anh Hùng ơi, anh Hùng cho em hỏi thăm một chút ha. Bữa đó tại sao phải để chị Đoan ở ngoài nhà của hai vợ chồng khờ với anh Hùng? Trời ơi, kêu nó ra xuống đó đi, để rồi tới lui rồi lô bô đám tiệc rồi dữ lắm. Nhưng mà lúc đó đám tiệc thì chị Đoan con cái trong nhà mà. Mày chưa thấy mày quậy không? Còn mấy đứa kia nó khó khăn lắm. Dạ. Nói chung là bên anh là không ai chấp nhận ha. Nên không. Ủa, mấy đứa kia à. Mấy đứa kia là ai vậy anh Hùng? Đứa ở trên Cần Thơ đó. Con của anh Hùng à? Em. Nó lung quân rồi mất công nữa, rồi nó gối nữa. Dạ, cho nên bữa đó anh Hùng mới chở chị Đoan, dẫn chị Đoan xuống dưới nhà hai vợ chồng khờ. Xuống nhà đó, trời ơi chứ, dạ. Nằm giọng dưới đó. Dạ, thì bữa đó chị Đoan cũng nói là từ sáng tới chiều chị Đoan không có ăn gì trong bụng anh Hùng. Không biết rằng ngày hôm đó chị Đoan có ăn không anh Hùng? Ủa, xuống nhà hai vợ chồng khờ đó là xuống dưới nó ăn cơm nữa rồi, không biết là nó trúng thịt hay gì vậy. Cáo thôi. Mình sao không ngồi ăn cơm với hai chồng khờ? Dạ. Rất là khó xử cho anh Hùng. Tại vì quay thì mấy anh em chỉ quá đó chạy lên chạy xuống coi chịch nó luôn đó. Nhưng mà từ khi mà bé Đoan ở cùng với anh đó thì bé Đoan có xảy ra cái chuyện mà xỉu không anh Hùng? Không, hồi đó giờ nó không có đâu. Từ đó giờ là có suốt bữa ăn cơm với nhà khờ đó không biết sao đó. Lúc đó là mới xỉu ha. Hồi đó giờ không có. Tính chính lại là quen với bé Đoan là bao nhiêu tháng? Trời ơi, mới đây có 3-4 tháng này à. 3-4 tháng. Thì cũng như là lúc trước mình quen rồi mình cũng về ở đó luôn ha. Hay là anh ở đâu? Ở đó nuôi ổng đó. Ở đó nuôi ổng luôn. Mà theo anh Hùng á, anh Hùng nhắm á là giống như có chuyện gì mà là chị Loan lại quyết định về anh Hùng. Theo anh bữa giờ có chị mà chị Lon lại quyết định là không có muốn quay về với không nó muốn quay nó về là về thì tôi cũng chỉ là tôi cũng cưng nữa. Dạ, quay bây giờ chỉ không về nhưng mà thời gian khác chỉ về vẫn cưng như thường. Bình thường thôi. Là anh Hùng vẫn chờ đợi ha. Đấy. Chứ không có kiếm người khác ha. Thì nó tự hiểu à. Cái gì vậy con bùm nghe em tôi có. Nói gì nè, bây giờ nói chung ra thì đó. Lớn tuổi nhà cơ nhà bé Đoan thì cũng bị thờ, cũng
là nó cũng nhỏ tuổi đó thì nó cũng không có hiểu biết gì hết, thì lúc thì yêu, thì lúc rồi ghét, thì cái đó là nếu mà anh suy nghĩ lại, cái đó là cái chuyện của nó, thật sự là nếu tự nó đi thì mình chia tay luôn chứ không có bao giờ mà đừng có mà quay lại nữa, thì sau này nó khó lòng nữa, tại vì cái đó bây giờ nó quyết định tùy cho nó thôi. Tôi bây giờ tôi hết đường rồi. Thì muốn ai là bé Đoan là nói rằng là quyết định là chia tay ha, tao nói lớn lên coi. Chia tay luôn, chia tay từ đây, anh về đường anh đi, em về đường em. Hay là đứng quay, định quay lại? Không có. Không có, phải nói nghiêm túc đàng hoàng không có cười. Nói chi đàng hoàng hôm nay. Thẳng đây nè, Loan, con, nhìn đây nè, nói nè. Nhìn đánh kìa. Nhìn đây nè. Nhìn anh Hùng kìa. Nhìn qua anh Hùng kìa, nói thẳng với anh Hùng. Nói thẳng với anh Hùng kìa chứ. Dạ, anh Hùng nói kìa. Là em chia tay anh luôn, mạnh ai đi. Chồng quay qua. Em không biết nói gì. Tụi nó là con người của tôi, nó một mà một hai là hai á, chứ đừng có nói. Đánh tôi á. Thì nói chung là bé đó nhậu chưa? Vậy là cũng được cả nhà. Nhậu không. Bé Đoan cũng không có tin lo. Muốn quay lại với anh Hùng nữa. Mẹ là mẹ đó. Thì tự sĩ anh ơi. Ok. Dễ ha. Thôi vậy. Dạ rồi, thì thôi đến đây thì em xin gửi lời chào anh Hùng cũng như là chào cô nha. Dạ. Dạ thì mọi chuyện ngày hôm nay cũng đã rõ rồi. Thôi thì cầu chúc cho anh chị cũng như là con cô có thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ.